Thưa quý vị, giao thông là huyết mạch cho sự phát triển kinh tế xã hội. Nhà mới thành lập thì cơ sở hạ tầng nói chung và giao thông thành phố Vũng Tàu nói riêng rất nghèo nàn, manh mún. Muốn vào Vũng Tàu thì chỉ có duy nhất con đường 51 qua cầu Cỏ Mây. Nhằm phá thế độc đạo cho thành phố Vũng Tàu, cũng là đồng thời tạo ra bước đột phá cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Năm 2002, cầu Cửa Lấp nối từ Phước Tỉnh qua Vũng Tàu được khởi công xây dựng. Cách đây 42 năm, vào ngày 28 tháng 4 năm 1975, Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh quyết định sử dụng lực lượng Sư đoàn Sao Vàng và Tiểu đoàn 445 tiến công giải phóng thành phố Vũng Tàu bằng cả hai hướng, đường bộ và đường biển. Tuy nhiên, do cầu Cỏ Mây bị đánh sập, nên hướng tiến công Vũng Tàu chỉ còn tập trung vào đường biển, tức phải vượt eo biển Cửa Lấp. Nhận thấy tầm quan trọng của việc mở đường để phát triển kinh tế và tăng cường an ninh quốc phòng, đồng thời phá thế độc đạo cho thành phố Vũng Tàu, ngay từ thời điểm tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tái lập, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xác định phải xây dựng một cây cầu qua eo biển Cửa Lấp. Ngày 17 tháng 5 năm 2002, tại Hải Đăng, phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã làm lễ khởi công xây dựng cầu Cửa Lấp nối Vũng Tàu với huyện Long Điền. Cầu Cửa Lấp bằng bê tông cốt thép, dài 721 m, rộng 12 m, tổng vốn đầu tư gần 80 tỷ đồng. Khi mà nghiên cứu xây dựng cái cầu này thì có thể nó rất là nhiều trăn trở. Là bởi vì cái vấn đề địa chất thủy văn và địa mạo của khu vực này đó, nó rất phức tạp. Cho nên hai phương án thì chọn phương án nào? Một là cọc đóng 17 nhịp, cọc khoan nhồi 19 nhịp. Thì ủy ban là lúc đó tôi là cái người phụ trách trực tiếp ở đó là quyết định đó, là chọn cái phương án 19 nhịp và cọc khoan nhồi, tốn thêm khoảng chừng 20 tỷ nữa. Nhưng mà bây giờ thì cái cầu này là đảm bảo là chúng ta rất là yên tâm. Sau hơn 2 năm xây dựng, đến năm 2004, công trình được đưa vào sử dụng. Bây giờ cầu Cửa Lấp là cái cầu dài nhất, có tổng vốn đầu tư lớn nhất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chiếc cầu đã nối liền hai bờ xa cách Hải Đăng, phường 12 thành phố Vũng Tàu và xã Phước Tỉnh, huyện Long Đất gần hơn, rút ngắn hơn 25 km so với cung đường vòng qua thành phố Bà Rịa như trước đây. Công trình cũng là một phần quan trọng trong dự án xây dựng tuyến đường ven biển dài hơn 61 km nối liền Vũng Tàu, Long Hải, Bình Châu, mở ra khả năng khai thác tiềm năng du lịch không chỉ riêng Vũng Tàu mà cho các huyện lân cận như Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc. Thay vì phải đi lại bằng đò hoặc phải đi một đường vòng rất xa, thì từ khi có cầu Cửa Lấp, việc đi lại giao lưu buôn bán hàng ngày của người dân khu vực eo biển Cửa Lấp rất thuận lợi, vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm chi phí. Tôi Phước Tỉnh nhưng mà tôi sống là sống bên Hải Đăng. Khi mà chưa có cầu, mỗi lần mà đi về là rất là khó khăn. Là phải đi từ đường Bà Rịa rồi mới vòng về Long Điền, rồi vòng về bên Phước Tỉnh được, Phước Long được. Nhưng mà từ khi có cái cầu giờ không phải mình tôi mà tất cả mọi người đi qua đi lại được. Ví dụ người ta đi chợ, đi búa, đi buôn, đi bán, nói chung là cái phương tiện điều kiện rất là tốt. Có cái cầu qua Phước Tỉnh tiền nhiều dân đỡ khổ, xưa đi đò cực lắm. Hoặc có mấy muốn đi kia là phải qua Bà Rịa đi dòng trở lại nó mà hơi xa. Cảm ơn chính quyền địa phương nhiều. Cầu Cửa Lấp là một trong những công trình đầu tiên ghi dấu sự phát triển của thành phố biển Vũng Tàu, chứng kiến sự chuyển mình của một thành phố trẻ đầy sức sống. Không chỉ có vậy, cầu Cửa Lấp còn kết nối tuyến đường ven biển từ thành phố Vũng Tàu đến các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, khơi dậy tiềm năng phát triển du lịch và củng cố quốc phòng an ninh khu vực ven biển của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.